Và hôm nay là đã tới giờ thử máu trước khi ăn cơm. Lắc 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 lắc. Đầu ngón tay đỏ rồi. Đó. Chị Thơ, làm cái gì vậy? Cơm. Sao rồi? Trời, hôm nay bà Thơ mặc áo ấm ghê luôn. Lạnh muốn chết luôn. Quần này cũng ấm lắm nè, mỗi lần mùa lạnh là lấy cái này ra mặc. Ấm lắm. Để vô dọn cái cơm. Rồi, xong. Tan bum ba lum bum sum. Một bốn bảy. Rồi giỏi. Rồi đi vô ăn cơm. Hôm nay ăn cơm chiên. Ủa số mấy à nãy đã đo. 147. 147 hả, lấy gì cho viết à thiệt. 147. Hồi sáng là 168. Đêm qua là 175. Rồi đêm qua nhiều cao, hơi cao ha. Nhưng mà dưới 150 ok. Nhưng mà tự nhiên sáng nay nó xuống, nó còn 168 nè. Trưa nay là 11 giờ. Mấy bữa nay á thì là nói chung là ổn định. Đường ổn định. Thiện thấy dám rồi. Thấy dám. Giờ hôm nay ăn cơm chiên đi, tại vì cái cơm này cơm Ấn Độ nấu lên nó ăn không được, giống như là nó hơi khô khô cho nên là chiên lên ăn. Không, cũng... mà đặc biệt cái gạo Ấn Độ này nha, là mình càng bỏ nước nhiều nó càng nở gạo. Cho nên là chị nấu trong nồi chị bỏ nước ít thôi được rồi. Vậy hả? Ừ, nó sẽ cứng cứng như vậy. Chứ chị bỏ nhiều nước là nó càng nở ra nữa. Mẹ không ăn hả thiệt? Dạ không. Có canh gì đó. Em mới ăn. Bưng cái tô canh ra chị. Xin mời các bạn. Không bỏ gì đâu ăn. Từ nước tí thôi. Rồi. Ăn cơm chiên, hôm nay ăn cơm chiên đạm bạc với lại chiên với trứng. Với lại ăn miếng canh vô là. Có lạp xưởng. Có lạp xưởng nữa. Có lạp xưởng nữa. Nhưng mà lạp xưởng cắt nhỏ xíu nè, qua ăn chắc cũng sao. Bởi giờ có ăn lạp ổi không? Có. Ăn ngoài có 10 cái ổi á. Trời ơi. Bà Linh cắt không ạ? Chị cắt hả? Dạ em cảm ơn chị. Chị canh bầu phải không? Canh cải. Canh mướp. Canh mướp. Canh mướp ngon quá. Thiện nó sắp ra kênh. Các bạn nhớ ủng hộ Thiện Thái Giám nha. Em sẽ share lên kênh. Nhưng mà đang làm content. Phải có video cho mọi người coi thì mọi người không đợi lâu. Trong vòng khoảng chừng 7 tới 10 ngày tới nữa thôi, tại vì bây giờ em đang edit video. Em edit rất là hoành tráng. Nó edit video giỏi lắm. Mà nghe nói mà chưa biết, chưa coi. Nghe đồn. Cái mặt mày đâu vậy? Mà em đây. Tại chị ngồi đó rồi. Xích xa ra. Đó vậy. Trời ơi. Hôm giờ nay kali rất là. Hai người ăn. Hiện không ăn. Ngồi hầu chuyện. Hầu chuyện. Linh qua. Linh chưa thấy. Sớm quá chưa thấy qua. Giờ này chắc chị Linh còn đang ngủ.
Hôm nay trời Cali rất là lạnh sau một cơn mưa. Mày tưởng tượng giống như là mày đang làm clip YouTube của mày vậy đó. Mày nói đi. Thì khi trời đã đổ mưa thì gió bắt đầu kéo tới. Và rất là lạnh. Thường thì chị Thơ gọi đó là gió quá tanh. Ngồi sao nhỉ? Thì lạnh thôi. Ai cũng phải mặc đồ ấm. Ngồi, ý, bây giờ mà ngồi ăn ở ngoài chắc lạnh lắm á chị Thơ ha. Lạnh. Chiều mà giống như không cho ăn ở trong mà ngồi ở nhà hàng mà ăn ngoài lạnh trống luôn á. Gió thổi. Qua đi lễ cũng ngồi trong nhà thờ rồi. Ừ. Miễn sao mình giữ khoảng cách an toàn thôi. Ngày hôm qua lần đầu tiên được đi lễ vô nhà thờ á. Tại ngoài quá lạnh đi. Không, nhưng mà đối với mình có 60 mấy độ mà lạnh. Mình ở tiểu bang miền Đông chứ ăn gì vậy? Chưa. Mình chưa có lạnh, mới bắt đầu. Mới bắt đầu thôi. Nhưng mà càng về mới năm nào Tết lạnh quá trời. Tết lạnh ha. Năm nào Tết cũng lạnh đó. Tết mà phải mặc áo dài mà hả? Phải mặc áo khoác vô đâu còn dẹp nữa đâu. Mà lạnh không quá lạnh, mình không có chịu trời. Nổi. Nhớ cái Tết nào mà năm đầu tiên em qua đây ở nè. Cái ai mời em đi hát ở Phước Lộc Thọ. Đi hát ở Phước Lộc Thọ năm đầu tiên cũng lạnh. Chợ đêm. Rung cầm cập cầm cập cầm cập. Ờ, chợ đêm á. Đi hát. Nói là hôm nay là cái năm này năm đầu tiên Tâm Thơ ăn Tết tại Mỹ. Rồi xong cái người ta gì xì tiền quá trời luôn. Hát ơi. Năm nay hy vọng là mọi thứ sẽ mình giờ ổn định trở lại để mình có hội chợ Tết như kia nè. Chứ Tết mà không có hội chợ buồn lắm. Đúng rồi. À và hôm nay là chỉ mới có nhiều ngày 9 tháng 11 nữa hả? Là mọi người đã treo đèn Christmas đầy đủ rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Cái nhà mà em hay dẫn chị đi mỗi năm á, nay nó treo sớm lắm chị thôi. Ngày 1 tháng 11 là treo rồi, để hôm nào mình đi quay đi cho đồng bọn coi. Làm đẹp ơi là đẹp luôn. South Coast Plaza là cái mall gần nhất ở đây mà bự nhất á, là nó đã treo đồ Christmas rồi chị thôi. Nó bán cây Noel này kia, nó bán đồ trang trí Noel. Vậy ý tuần này Ford em về đi chứ thôi. iPhone 12 em sẽ đem qua đặt hộp chứ. 256 GB. 256 GB là em sẽ tha hồ quay. Trời, của ta 500 mấy GB mà còn hết kìa. Nhưng mà em quay xong em sẽ bỏ vào Dropbox hoặc là em sẽ bỏ vào ổ cứng, em sẽ chuyển qua máy em để em edit. Em edit bằng laptop nè. Cơm chiên ngon quá má. Cơm chiên ngon quá trời má. Có người khen má cái gạo này kiêng cơm ngon nè. Nó khô. Nó khô. Muốn ăn nữa. Ngoại, mà cái gạo này ngoại nấu mà mình càng bỏ nước nhiều á, nó càng nở ra ngoại. Vậy hả? Ờ, gạo này nó vậy á. Ví dụ nha, ngoài nấu 2 lon là nồi nước 3 lon à. Ờ, là nó sẽ nở ra thành 3 lon nữa luôn. Là nó càng có nước là chừng nào nó rụt hết nước trong nồi thôi. À. Nó nở tới đó luôn. Ăn đi rồi đường lên rồi chích nha. Không, mà gạo Ấn Độ mà. Ăn đi, chiều nay cho uống nước khổ qua. Gạo Ấn Độ là người ta gọi là low glucose. Glucose là đường. Thiện nó mới ăn sáng xong. Hôm nay thì ăn bánh cuốn. Cho nên nó không có ăn, chứ không phải là tao không cho nó ăn nha các bạn. Chứ mắc các bạn Thiện nói Thiện không có được ăn nữa. Tại vì Thiện phải ốm. Để Thiện quay YouTube. Cái list đầu tiên của mày lên á là đập hộp 12 đi. Ừ. Đập hộp form 12 đi. Là cái clip đầu tiên là Thiện sẽ đập hộp form 12 đồ chơi mới để quay YouTube. Đúng rồi. Để bắt đầu. Nhưng mà đây là mình đập hộp là mình nói là một hành trình, bắt đầu một hành trình chứ không phải là mình khoe là mình có iPhone 12 đâu nha. Này là không phải đập hộp để khoe của. Nhưng mà đây là thiết bị để mình sẽ làm YouTube cho nhiều bạn coi. Cái đầu tư đầu tiên. Đầu tư đầu tiên của kênh YouTube Thiện Thái Giám. Đúng rồi. Là một cái iPhone 12. Một cái iPhone 12.
đó, cho nên các bạn phải ủng hộ của Thiện Thái Giám nha. Em sẽ publish trang lên thì các bạn nhớ vào like, share và subscribe nha. Chưa có nha các bạn, bây giờ nói là chưa có nha. Chừng nào có sẽ thông báo rồi mọi người vô sub. Bây giờ hiện tại chưa có cái nick, chưa có vô được. Canh ngon chưa? Ngon. Hình như chả cá đúng không? Sáng uống thuốc nghệ chưa? Hay tối uống? Uống rồi. Tối nay đi với mẹ hay chị thơ ha? Tối qua đi rồi. Tối qua đi rồi đúng không? Tối nay đi nữa đi, em chở chị đi. Đi. Tối hôm qua em đi Tizon á, uống nước của bà chị gì. Mày đi với ai? Đi với bạn. Tối hôm qua bạn em ở Hollywood xuống, nó chưa bao giờ thử. Bạn trai, bạn gái? Bạn là con trai. Thì bạn này cũng là một diễn viên ở bên Hàn Quốc. Mai mốt nó sẽ làm YouTube với em. Ủa nó ở đây hả? Nó ở đây. Sao nó ở New York qua? Không, ở Hollywood. À Hollywood qua. Mới nói xong rồi nghe sao thành New York. Các bạn thấy chưa? Cách đó có 2 phút rồi đó. 2 phút rồi đó. Nãy giờ nó ổi ở trong tủ lạnh giùm em á chị. Đây là cách ăn ngoan muốn ăn ổi. Mỗi lần không ăn ổi của mình đá chân mày. Hiểu liền luôn. Không cần ổi luôn. Không cần ổi. Đây một ngày không ăn 3 cái hộp này nè. Ý ổi này lạnh mà giống như là ổi ướp đá Việt Nam ấy, bà đẩy xe bán chị ngon lắm. Ổi lạnh. Bỏ cái hộp ra nha. Còn không, không, có không, dính không, cái không, hộp không. Nào ở trong này thì đừng có nhai nha. Người ta nói ăn ổi bón mà đâu có bón. Chừng nào mà ăn có hộp mới bón. Ăn ổi rất là tốt cho tiêu hóa khi mình không ăn hộp. Vì cái ổi á là nó sẽ tráng sạch cái đường ruột của mình. Cho nên là ổi khi người ta xây thuốc nước detox á là người ta bỏ ổi vô. Mà ổi đâu lúc nào phải quanh năm lúc nào cũng có đâu. Đúng rồi. Bây giờ thì hết ổi không biết ăn cái gì đây. Ăn celery, hành tây. Ông đâu có thích ăn cái đó. Hết ổi qua hết mùa ổi ăn gì ta? Dú sữa. Hết đồng rồi. Mùa ổi quá luôn. Gì còn? Hết rồi. Mặn là cuối hè rồi. Ngon không? Cho em miếng đi. Tiếng chị thịt thôi. Ổi này ngọt ngon luôn. Nè, ngày hôm qua không có quay. Nhưng mà đo đường là buổi sáng 155, buổi trưa 168, buổi chiều 128, buổi tối 178. Buổi tối là cao nhất, mé một chút là 180. Đã phải chết rồi. Tối là ăn cái gì quên. Tối là ăn cơm Ấn Độ. Đúng không? Hồi trưa là ăn phở thì chiều có 128 à. Ha? Ăn phở đâu có lên đường đâu, xuống luôn á. Nhưng mà tại mình có uống nước khổ qua buổi chiều á. Uống nước khổ qua cho nên lúc nào đo buổi chiều cũng thấp hết á. Đó, tình hình là như vậy. Hồi sáng á 168. Hồi nãy là 147, ok, nói chung cũng ổn định, không chích là còn mừng rồi. Thanh Long. Thanh Long hả? Thanh Long A muối cho, chị Tina cho. Chị Tina. Anh ăn hai cái đó thôi ha. Đủ lên. Hả? Qua ăn nhiều cũng đâu lên đâu. Qua nắng này đâu có nhiều. Anh ăn ít à. Phải lấy cái da gì đó. Nhiều. Có hai chó rồi không luôn. Bấm bọng đưa anh là hai trái. Hồi nãy trước khi ăn cơm mà anh quên cho anh ăn cái cây. Người ta nói ăn cái cây trước khi ăn cơm mà quên. Đáng là trước khi ăn cơm cho ăn miếng thanh long mà ổi vô. Nó chán nó bao tử.
có bám chất bột chất gì vô chẳng hoài à, quên hoài à, kỳ cục. Bởi vì trước giờ ăn là phải để giữ cái cây trước mặt rồi ăn cái miếng cái cây vô rồi mới ăn cơm. Mà không quên, không lộn, không nhớ đâu phải chị thôi. Không quên, không lộn, không nhớ chắc không phải ta là lúc đó ta người khác à ha. Ừ. Xong. Nói nữa không? Ừ. Dành cho két. Rồi chị ăn đi. Ăn miếng đi Thanh Long, để hơi gió ngoài lâu không được. Vậy hả? Ừ. Thì bỏ vô đây. Anh chị, em ở kia mà. Giờ anh đem cái này qua kia anh coi tí gì. Chứ không phải không ăn nữa hả? Bậy hả? Bà để giờ qua kia. Bậy cái kia còn mấy miếng kìa. Ừ, còn mấy miếng cái kia, cái kia hơi gió. Gió rồi, gió rồi. Bỏ đi. Rồi đi. Đi. Đi, qua nhắc cái ghế qua bệnh. Cảm ơn. Rồi đứng lên đây. 1, 2, 3. Lê Quang đang ngồi đợi hai người đẹp Trúc Lâm chúc mừng tới. Mà chưa tới thì bây giờ đang ngồi đợi. Cho tới năm 2025. So I fly to. Trời đẹp quá trời kìa anh. Trời, thăm hot boy mà đẹp chứ. Trời ơi, quá gì nữa. Trời ơi, đi coi đi, bay lên đường dễ sợ gì trời. Ê, hai bé cá. Happy belated birthday con. Dạ. Rồi, quay qua đây. Anh sao, phải không? Qua đây, vô đây ngồi nè. Cái bên trai đẹp ngại. Vô đây. Đi mang gì vô đâu sao đâu. Nghe mùi canh chua vậy. Măng phải không? Canh chua. À. Anh sao? Anh cũng được. Dạ. Anh thương bên rồi. Kệ nó chứ, cũng phải biết với người ta chứ. Đang quay clip với ảnh đó. À vậy hả? Rồi sẵn quay chút xíu luôn nha. Rồi. Rồi rồi rồi. Nhưng mà thấy anh thằng sắc là tốt đó chứ. Dạ. Okay, khỏe. Hot girl đó tới thăm hoài mà biết làm sao. Thì sao không không? Làm thì nào tới? Làm sắp tới rồi vậy hả? Rồi. Tay bữa nay anh khỏe ha. Ờ, khỏe, khỏe nhiều đó chứ. Mai đi đo chân nè. À, mai đi đo chân giả. À, mai đo chân giả. Anh là sướng nhất á, mọi người ai cũng thương hết trơn. Đúng rồi. Thương quá trời. Vậy là có cơ hội viết nhạc nhiều này. Thì ăn uống ok hả anh? Cũng phải kiêng chút. À, đường thì phải kiêng. À đúng rồi, đường thì nhậu nhẹt như nữa. À. Giờ là ăn uống healthy. Ừ. Dạ. Thì đó, nói chung là sức khỏe anh ạ. À. Cuối cùng là giờ mới quý sức khỏe đúng không? Mình cũng chơi đủ rồi. Mình cũng chơi đủ rồi. Mình cũng chơi đủ rồi. Ờ. Quá trời. Cái gì cũng có hết rồi. Chơi đủ hả? Ừ. Giờ hết chơi hả? Để về giờ thôi nghỉ. Thôi để em chơi. Anh nghỉ chơi để thì em chơi. Con chào bác ạ. Bác. Cháu chào bác. Chào con. Dạ. Dạ, bác khỏe hả bác? Ừ, dạ. Dạ. Thấy người đẹp không á? Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi bên đây đi. Đứa lộn nhà đứa coi mấy cái từ thiện của em. À, dạ, em được không? Là... Ok. Dạ. Nghiệp mà Trúc Lam bả lộn gọi hai chị em vẫn được. Dạ. Có tiền nhà quá trời luôn. Tới chưa? Tới rồi. Em mới hỏi anh rồi cái đây có chân về về kỷ niệm không? Thú quá, lên đi. Chân lên chứ. Trời ơi, biết gì về là ngâm giấm anh ha. Ngâm rượu. Ngâm rượu. Ờ, ngâm rượu uống. Mà công nhận ông cũng vui tánh, ông cũng sắc thần ghê đó chứ. Dạ, có bả ghê à? Là cái thôi. Thôi. Trời ơi. Hôm nay súng trúng số nha, có hai người đẹp hot girl tới thăm. Bây giờ ngồi đi Lam. Dạ. Thôi, bây giờ rồi tắt máy cho mấy anh em trò chuyện cho thoải mái nha. Tình cờ.
nhạc sĩ người Huế đó gì đó rồi cho người xem ra hơi đi hát đừng có mở không bảy đâu kêu anh sau cái ông làm giám đốc công ty biểu diễn á công ty của mình làm mình quản nhã năm cái gì nữa thì có xương á lăn xương á anh người Huế đúng rồi mày không muốn ẩn mà ổng đâu phải người Huế không phải người Huế ổng ổng không phải sao ra vậy đó phải nhưng mà trong ổng vậy sau này là ổng có lên thời gian mà ổng là tổng giám đốc công ty tổ chức biểu diễn đó qua đây là bạn với lại ba của Linda Trang Đài nè Huế Huế thì chỉ anh Lập thôi à tôi thích Lập tôi thích Lập tôi thích Lập đó không ổng đâu á Lập là qua đây hả? Đúng rồi, tôi không qua đang chơi hả? Xong rồi cái ảnh mức nói chuyện với lại chơi với ba của Linda Trang Đài xong khi nói với ồ và biết Trúc Linh Trúc Lam không cái Linda ủa Lam Linh là bạn của tụi em mà tại hôm em tới nhà Linda chơi hồi à thế là kêu ra ngoài quán ngồi ăn không vậy Trúc Lập tôi Trúc Lập đó lớn rồi anh tám mấy à sau đó còn không anh còn còn Xuân Hồng là mất Xuân Hồng rất là mất nhiều Bắc Nam mà đi Nam mà nhóm những người bạn hình như đi nhiều lắm hết rồi Tường Huy Trịnh Sơn đi rồi có Tường Huy nữa Diệp Thanh Tuyền đi nè Dũng đi lâu rồi anh nào lâu rồi đúng rồi đi năm 97 à vậy hả Diệp Thanh Tuyền đi năm 97 nói là tụi em qua đâu có một chút xíu là ngạn mất á đúng rồi tụi học cũng đứng quá rồi thật sự mình kêu bằng anh chứ thật sự mình kêu hồi xưa mình đang tới chỗ cái chỗ nhà hội quán nhạc sĩ vui thôi mới chọn cái chỗ kia nữa chị còn một chỗ mà mình ai ca sĩ ra mình cũng phải ở đó từ đó ra đó cái gì cũng là nghệ sĩ luôn đó cái hồi gì đó, hồi... hội gì đó hồi đó mỗi lần báo chí rồi mình tới đó là hội hả hội nhạc hả hội nhạc phải không thôi cho em xin phép về nghỉ ngơi. Okay. Hai giờ cảm ơn. Dạ, 2 giờ em nghỉ ngơi. Thôi, hai giờ nghỉ ngơi. Thôi, cái này là thân cho thân. Dạ, anh sẽ quà của tụi em. Cái này là viết bài lời cho anh thôi. Dạ, hai mấy cái lời cho anh. Rồi tới thăm nữa nha. Bữa tới là bắt mắt anh bằng bikini tới thăm anh. Đúng rồi. Ai chụp hình đứng. À, chụp hình đi, để nhìn với ảnh đi. Hai hot girl. Hai bên. Đây chụp cho. Đâu biết mua gì cho anh Quang ăn đâu, không biết thiệt sự. Bây giờ bánh thì cũng không được. Cho nên. 1 2. giống bằng khen quá. 1 2 3. Ôi trời. Thôi vô hả? Vậy thôi vô cái gì? Cái kép chụp cho mẹ kép. Ngồi đùi chàng đi. Thôi. Không ăn thì hôm nào tụi em nấu đi qua cho anh em cho lạ món thích ăn gì vậy ví dụ như anh thôi để nói chuyện với chị Thơm ăn dễ mà cái gì ngon là ăn thôi đứng đây mà đâu chơi cái chuyện rồi đem gì đây cái gì đó chọn cái ngày xưa đi show sao thì đâu ai nhà hai đứa làm bánh mà đâu có mang bánh cho anh biết nhà rồi bữa nào rảnh chơi quá trời ơi cái này em đi ngang vậy đó biết mà đâu có biết ở đây đâu bắt đầu đã rảnh chạy qua chơi đây đã bắt đầu nấu gì đem qua chơi nha con okay. Đem chơi nha đó đó qua chơi là phải có đồ chơi đó là cái chuyện đó rồi em về nha ok cảm ơn Linh Lam nha ba chị yêu hôm nay chắc ông khóa hả ông vui không ngủ được rồi không ngủ được chứ vui là ngủ được không anh ngủ ngủ được chứ giờ này vô là uống muốn là ngủ ha nghỉ ngơi rồi bye nha dạ không sao vậy em đi ra được rồi anh nghỉ ngơi ba kia bé hai người đẹp bye bye mọi người luôn rồi bye cả nhà bye rồi ok.
Ui, lừa đảo dễ sợ. Lừa đảo dễ sợ. Đẹp quá. Ủa thớ hả? Ờ, ồ, năm năm trước. Vậy hả? Ủa, trời ơi, gì? Qua cũng nghe nhạc ngoài này nè. Trời ơi, nhạc chỉ có phi canh giả vậy hả? Chanh, chanh. Trời ơi, dễ thương gì? Hỏi, hỏi. Ủa, đã được sao lị đó. Hỏi được sao lị á. Em biết uống. Chứ em ăn, nước uống ừ cái ăn đồ ăn này nó hột nhiều nó bự cái này ở xá lị em nước uống thì được rồi dạ cái chị bye. Rộng rãi quá chỗ này rộng rãi ờ chỗ này rộng trước đây đẹp trước mua mua mày hỏng nha mua mua mày hỏng này này ok rồi có gì anh đôi nha ok chị rồi nãy giờ ngồi đây nè ký CD. Cái CD mà bà két nó mới về cho nên kêu nó nhờ nó quay giùm. Mới nhận được một cái món hàng. Cái món gì đó kêu bà một cái thùng hàng. Trong này là có hai cái này, mấy cục co. Một cái là cái bà ngoại nè. Bà ngoại cho má. Nè má. Đẹp quá ha. Đẹp không má. Nè, của má này cũng giao hàng cho má luôn nè. Cảm ơn con, cảm ơn cái cô Nancy, cô đó Nancy. Cái tên là Nancy đó. Đẹp quá. Mùa đông rồi má ấm à. Má có dớ rồi, má có thân trạng này là của con rồi má. Đẹp không? Đẹp. Chị Tranh thơ nếu đẹp. Chị không thích màu này, chị có thể đi đổi màu khác. Michael Co Alep Store à, nó có rồi còn gửi thêm cho một tám cái receipt để đổi nhưng mà không màu này cũng đẹp. Màu cam bữa có cái cô kia cổ đang cổ tặng cho đám rồi bây giờ có màu này cũng đẹp màu này tám cũng thích cho nên không cần đi đổi. Rồi tiếp theo của con đâu có một cái chết nè. Cái chết này là có cái thư của đâu vậy? Đây cái thư đây. Ừ đây cái thư đây. Nè. Cho em gửi bếp bếp đê bếp két dễ thương. Trời ơi chị luôn. Trâm và anh Quang 200 mua trái cây. Trời đất ơi. Nhưng ở đây có kẹp. Kẹp ở trong này luôn nè. Cảm ơn cô nè. Ai cũng có quà luôn. Ba cũng có. Két cũng có. Ngoại cũng có. Mẹ cũng có. Trời ơi. Rồi con cảm ơn cô Nancy đi. Cảm ơn cô Nancy. Đó trong này mẹ không có biết làm gì. Bây giờ mẹ phải gửi liền một bộ CD tặng cho cô Nancy nè. Thấy chưa mẹ ký tên đàng hoàng nè. Tên là Uyên. Tên Việt Nam là Uyên. Tên ngoại quốc là Nancy. Đó bây giờ mẹ bỏ vô ngày mai mẹ đi ship. Cảm ơn nhiều. Đâu có biết trả ơn bằng cách nào. Bây giờ phải gửi tặng liền một bộ CD. Cảm ơn Kết đã quay cho mẹ khúc này nhé. Và bây giờ mình phải đi ra ngoài. Mấy giờ rồi? 6 giờ kém rồi. Đi ra ngoài để thử máu cho ba vô ăn cung. Vừa mới đo xong. Mới ra đo xong 147 đi vô. Ủa? Hồi trưa 147 bữa nay cũng 100. Bây giờ cũng 147 luôn anh. Ủa sao ngộ vậy? Kém 5. Trời ơi. Hồi trưa đo 147 mà ăn quá trời cơm chiên luôn. Bây giờ chiều cũng 147 luôn. Ghê sợ tưởng sợ ăn cơm chiên dưới lập xưởng này kia sợ lên. Ai nhè đâu. Cũng vẫn 147 hay ghê. Chiều cũng ăn đậu phộng. Ăn ổi. Ăn thanh long ăn nhưng mà uống có uống khổ qua có uống khổ qua cho nên là chắc nó hạ xuống. Canh măng chua cái gì gạo lứt rau luộc thịt kho rim xong. Hôm nay đổi áo khoác màu xanh là phải quay đổi áo khoác màu xanh chứ không mặc áo khoác màu đỏ hoài. Người ta nói bữa nay em không có ăn. Chút nữa em đi. Em ăn hả? Không. Đi có đi có sâu rồi cho ăn.
đi với chi Di với anh Thiện mời đi ăn, ăn mừng nó có việc làm mới. Mà ổng nhận vô part time hay full time ạ? Nhưng tuần 4 ngày á con. 4 ngày là full time là gì hả? Tuần 4 ngày là full time hả? Đúng rồi. Tuần nó làm 5 ngày rồi, nó làm 4 ngày rồi. Ăn chứ. Mà 7 tiếng mới được. 7 nhật. Hồi đó con làm 1 tuần 5 ngày đó, con không đâu phải full time đâu. Đúng rồi. Tuần 7 ngày mới full time chứ. Tiếng á, 40 tiếng thì làm full time. 8 tiếng á, nó làm ngày 8 tiếng á. Không có rành mấy cái này, nghe nói là làm hãng gì già về hưu có tiền. Cuộc sống thôi, nếu mà ấy là phải làm lương cao mà làm trên 20 năm 30 năm thì nó mới. Mình làm 10 năm lương mình thấy 10 năm cái là sẽ tới tuổi hưu rồi. Coi cái mức đóng thế mức lâu tiền đóng thế rồi rút tiền đóng thế cần gì vậy. Mấy người Mỹ đó, nó lương cao nó làm lâu nữa. 20-30 năm mình đi ra cái cũng bằng lương sướng á. Ủa nhưng mà cỡ như anh Tiên làm 10 năm vậy về hưu được nhiêu tiền tháng? 600 hả? Mình thấp mà mình lương công nhân mà mình đâu phải cái gì đâu. Thịt ngon không? Ngon. Thịt ngon ha. Cái ra cái canh này chua ngon nè. Chua mà. Chua ngon quá trời nè. Hôm qua má đem má rửa cái măng á, nấu luôn quá chua. Bữa nay má để nguyên má nấu luôn ngon quá trời luôn. Chua ngon. Ủa thì anh Tuyên làm ở bên này được 10 năm chưa? 10 năm hơn rồi. Hơn rồi hả? Là nhiều năm mới được về hưu. Được rồi. Ủa? Về hưu rồi vẫn đi làm. Ở đây nó anh làm anh hưu gì hả anh? À, vậy hả? Việt Nam về hưu mình ở nhà đi, tại vì là mình làm nhà nước mà nước không ấy nữa. Kiếm như mình hưu mình làm tư cả luôn. Mình về hưu mình vẫn có cái tiền hưu đó là 600 tháng. Xong rồi mình làm giống như bình thường đó, làm như đóng nước giống như xưa. Vậy luôn hả? Nó không có cắt tiền. Cắt như làm đi làm mà cắt. Tại vì mình nghĩ người ta định. Đâu phải mình làm cho nhà nước đâu, có đề mình làm cái tư mà. Hưu là cái từ mình hồi xưa mình đóng nó gì nó rất phải trả lại mà. Tới cái tuổi đó là phải được. Vậy Tuyên là 65 rồi hả? Lâu rồi. Là 65 là được ra về hưu hả? Không, cái năm mình sinh bây giờ sau này mới người sinh 67. Bây giờ là 67 rồi. Thì anh vừa đúng 10 năm mà vừa đúng đủ tiền, vừa đúng cái tuổi phải nghỉ. Mình lấy cái này biết sao mà không lấy. Không lấy thì cho đứa khác ăn. Đúng rồi. Cũng may chứ nếu mà đúng 65 tuổi mà anh Tuyên mới làm có 9 năm rồi sao ta? Thì làm thêm. Cho đủ 10 năm nữa. Đi vô đây là 55. Đúng rồi. Ủa nó chưa bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 68-69 rồi con. Vậy hả? Thì nó chưa làm rồi hả? Đi làm chứ không làm. Vẫn đi làm đóng thuế. Rồi cái tiền thuế đó là chừng nào mình được nữa? Thì rồi mấy năm rồi. Rồi vẫn đi làm đóng thuế rồi, ví dụ như lúc trước mình đi làm đúng không? Mình đóng thuế rồi 65 tuổi mình được tiền hưu. Rồi bây giờ mình đi làm đóng thuế thì mình được cái gì? Sau này mình được cái gì? Rồi sau này lúc mà mình mà không đóng thuế nữa nó cứ bù thêm tiền như thuế tiền hàng tháng cho mình. Làm nghỉ hưu rồi vẫn phải đi làm hả? Không phải đi làm, tại mình thích đi làm. Mình bắt quên là mình thích đi làm mình đi làm mình kiếm thêm thôi. Ở nhà kén phèo. Qua chơi với ba con nè. Nhà đi ra đi vô. Rồi tiền không Tuyên làm để đâu cho hết không Tuyên? Có một bầy ở Việt Nam ấy.
nghĩ về Việt Nam hả? Mày giúp đỡ thì nói chứ. Trời ơi. Sao không tin cưới vợ anh tin? Mẹ. Trời ơi, ăn hết dĩa thịt kho luôn. Tối nay đo đường nha. Đo đường lên là mai khỏi cho ăn thịt kho. Không, nhưng mà thịt kho má kho không có bị lên đường. Mà kỳ trước mình lên kho á, tại vì bắt kho cho em ăn á, cho nên anh ăn bị lên. Má kho không bị. Hôm nay mới lần đầu tiên thấy ông ăn hết dĩa rau luộc á. Bữa đem ra nguyên dĩa rau luộc xong không còn nguyên à, mùi chấm. Thì có chấm rồi. Rồi chấm ăn dễ hơn ha. Đúng rồi đó, em như vậy. Anh ăn rau luộc không á cũng no nữa, không cần ăn cơm nhiều đâu. Ăn khoảng nửa chén cơm cùng. Rồi. Xong. Đây bằng chứng trước tòa, ăn sạch. Rau luộc sạch, cơm còn xíu, canh vẫn còn xíu, sạch nhách luôn, sạch sành sanh. Lớp hay là... Lớp. Lớp hay là Ấn Độ? Lớp. Lớp. Anh muốn Ấn Độ à, lớp. Lớp đi. Lớp đi ha. Một, hai, lớp. Ba. Chạy đi anh. Chạy. Tại anh thấy mà lậu cái gì? Tại anh thấy mà lậu cái gì? Tại anh thấy mà lậu cái gì? Chạy một gió. Chạy. Cái nào quay clip chạy nha. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.